Africa và hôm nay mình sẽ chơi Minecraft. Thế là hôm nay chúng mình sẽ chơi một trò mới. Trò này mình đã chơi từ lâu, đấy là Skyward. Hôm nay mình sẽ chơi solo luôn, muốn chơi nữa solo đi. Lại lắc nữa. Các bạn hãy giúp bác lên đẹp không? Nếu thích, nếu được thì cho hãy cho mình một like nha. Để mà mình làm video mở đất nước để sớm. Ok, vào một chồng thôi. Đầm với cả tôi này có sự nhấn gò mấy bò đi luôn đúng lắc nên mình ở trong cả 32 nhân 32 cho đỡ lắc luôn á. Cảm thấy cũng khá đẹp. Đó là mình sẽ tạm thời sẽ cần video. Bộ sẽ có một số đồ mình sẽ cần. Nên các bạn thông cảm nhận với mình. Thế mình cần nhé. Sweep nut. Má. Nhìn cho mấy con mình cũng ngồi. Sẽ phải cần tấn này. Ok. Cái bà hai sẽ chụp của anh em là quay lại mình đã đi xong như một thằng thắng mà bảo phải không mình rất là như pro
Ok, và chúng ta đã tới trận tiếp theo. Và chúng ta sẽ dùng cái sử dụng những nhau với sức cao. Ngoài lên nắng của chị thôi thì thôi you
Vào đây em cho mã một cái như thế được cũng được nếu mình chết lâu như thế mình sẽ không mang được quả mua được vẫn thế luôn. Đây là của cô muốn trả vai. Đậu với và thêm gì nữa đây chục. Không thể nhận thêm người nữa. Ôi, để em gặp lại cùng bà đây.
Yeah.